Chào mừng mọi người đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho các bạn những thông tin thú vị, hấp dẫn và ngay cả nhất trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ thì không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta bắt đầu với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Ông Medvedev chỉ trích NATO tiếp tục chuyển vũ khí cho Ukraine. Ông Medvedev chỉ trích NATO chuyển vũ khí hạng nặng cho Ukraine, cảnh báo điều này làm tăng nguy cơ xảy ra thảm họa. Họ càng cung cấp thêm vũ khí, thế giới càng nguy hiểm. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev ngày 23 tháng 5 nói với hãng thông tấn TASS và AEA, và các vũ khí này có sức tàn phá. Kịch bản thường được biết đến là tận thế hạt nhân càng dễ xảy ra. Ông Medvedev cáo buộc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không đánh giá nguy cơ chiến tranh hạt nhân một cách nghiêm túc và đang phạm sai lầm lớn. Dường như họ nghĩ rằng một cuộc xung đột hạt nhân hay tận thế hạt nhân không bao giờ có thể xảy ra. Ông Medvedev nói, NATO đã sai và một lúc nào đó, các sự kiện có thể thay đổi hoàn toàn bất ngờ. Liên minh Bắc Đại Tây Dương sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm, ông cho biết. Thêm rằng không ai biết điểm không thể quay lại đã bị vượt qua hay chưa. Nga nhiều lần cáo buộc phương Tây tham gia chiến tranh ủy nhiệm với Moscow ở Ukraine, cảnh báo tình hình có thể leo thang thành một cuộc xung đột lớn hơn. Phương Tây hỗ trợ Ukraine đối phó Nga, nhưng nhấn mạnh không muốn xảy ra đối đầu quân sự trực tiếp giữa NATO và Nga. Ông Medvedev thường xuyên đưa ra các tuyên bố cứng rắn nhắm tới Mỹ và các đồng minh châu Âu. Ông còn nhiều lần nhắc lại tuyên bố rằng Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân khi cần. Ông Medvedev ngày 12 tháng 5 cho rằng kẻ thù của Nga thực sự đang đẩy thế giới tới bờ vực chiến tranh thế giới thứ ba, cũng như một thảm họa toàn cầu, trong đó không bên nào có thể thắng. Hồi đầu năm, ông cáo buộc Mỹ và các đồng minh gần như châm ngòi thế chiến thứ ba bằng cách chuẩn bị tấn công Nga, khiến nước này buộc phải hành động. Phương Tây đã viện trợ hàng loạt vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự cho Ukraine để đối phó chiến dịch của Nga. Mỹ đang là quốc gia dẫn đầu nỗ lực với tổng giá trị viện trợ khoảng 37 tỷ USD. Ukraine được coi là chuẩn bị triển khai một cuộc phản công quy mô lớn, nhưng một số chuyên gia phương Tây đánh giá với nguồn lực hiện tại, Kiev khó giành chiến thắng mang tính quyết định và thay đổi cục diện chiến trường. Tin tiếp theo, Đan Mạch đề xuất tổ chức đàm phán hòa bình Nga-Ukraine. Ngoại trưởng Đan Mạch Ram Nielsen nói nước này sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vào tháng 7. Nếu Ukraine cảm thấy đã tới lúc tổ chức cuộc gặp như vậy, đó là điều đáng hoan nghênh. Đan Mạch muốn đứng ra tổ chức đàm phán với sự tham gia của các nước như Ấn Độ, Brazil và Trung Quốc. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Rasmussen nói hôm 22 tháng 5, thêm rằng mời Nga tham dự là vấn đề khó. Moscow và Kiev chưa phản hồi về đề xuất trên sau hơn một năm xung đột. Hai bên đều không phản đối giải pháp đàm phán, song chưa tìm được tiếng nói chung về điều kiện đàm phán hòa bình. Ukraine đặt điều kiện là khôi phục toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng cấu trúc an ninh khu vực châu Âu, Đại Tây Dương, mà trong đó Ukraine phải được đảm bảo an ninh. Nga yêu cầu Ukraine trung lập, không liên lập NATO và EU. Nhiều nước đang thúc đẩy đàm phán hòa bình cho Ukraine. Trung Quốc và Brazil đều đã cử phái viên tới Moscow và Kiev, trong khi Ấn Độ cũng tuyên bố sẵn sàng đóng góp vào tiến trình hòa bình này. Trung Quốc hồi tháng 12 công bố kế hoạch hòa bình 12 điểm cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Bắc Kinh khẳng định sẽ nỗ lực hướng tới ngừng bắn ở Ukraine càng sớm càng tốt, nhấn mạnh đàm phán là giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột. Tổng thống Brazil Lula da Silva hồi tháng 4 nói, các đồng minh phương Tây của Ukraine đang kéo dài cuộc xung đột bằng cách liên tục tiếp vũ khí cho nước này. Nga tuyên bố diệt nhóm vũ trang tấn công tỉnh giáp Ukraine. Quân đội Nga thông báo bao vây và đẩy lùi nhóm vũ trang từ Ukraine tấn công tỉnh biên giới Belgorod của nước này, tiêu diệt hơn 70 tay súng. Trong chiến dịch chống khủng bố, quân đội Nga đã xóa sổ một nhóm vũ trang Ukraine xâm nhập quận Gavron, tỉnh Belgorod. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói ngày 23 tháng 5, nhóm vũ trang này đã pháo kích chốt điểm kiểm soát biên giới Kozhyrka và nhiều cơ sở quân sự hôm 22 tháng 5. Lực lượng từ quân khu miền Tây của Nga đã bao vây, không kích và pháo kích đáp trả, diệt hơn 70 phần tử khủng bố Ukraine, phá hủy 4 xe bọc thép, 5 xe bán tải. Tàn dư của nhóm phá hoại bị đẩy lùi về lãnh thổ Ukraine và quân đội Ukraine tiếp tục nã đạn cho tới khi nhóm này bị tiêu diệt hoàn toàn, theo Bộ Quốc phòng Nga. Ông Konashenkov cho biết nhóm vũ trang đã khiến 12 dân thường bị thương. Chính quyền Belgorod ngày 2 tháng 5 phải sơ tán người dân tại các thị trấn dọc biên giới với Ukraine. Tỉnh trưởng Belgorod Yaroslav
Rakoff cùng ngày tuyên bố mở chiến dịch chống khủng bố tại khu vực, cho phép cơ quan hành pháp có thêm quyền lực. Ông Rakoff ngày 23 tháng 5 nói tình hình chưa đảm bảo an toàn để người dân trở về nhà và sẽ thông báo sau, đồng thời xác nhận một cư dân ở Kozinka đã thiệt mạng. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến gia quyến, ông viết trên Telegram. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết sự việc gây quan ngại sâu sắc, nhưng Hội đồng An ninh Nga không có kế hoạch họp khẩn. Cơ quan này sẽ họp định kỳ vào ngày 26 tháng 5 và có thể bàn về vấn đề. Đây được cho là một trong những đợt xâm nhập có quy mô lớn nhất từ Ukraine vào lãnh thổ Nga kể từ khi cuộc xung đột giữa hai bên bùng phát tháng 2 năm 2022. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau sự việc nhưng Kiev bác bỏ. Hai nhóm vũ trang ủng hộ Ukraine gồm binh đoàn tình nguyện Nga và quân đoàn tự do nước Nga đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Trong một bài đăng trên Twitter, binh đoàn tình nguyện Nga dường như xác nhận lực lượng này đã rút lui và nói một ngày nào đó chúng tôi sẽ đến và ở lại. Giới chức Ukraine tuyên bố đang theo dõi tình hình. Cố vấn của Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak khẳng định nước này không liên quan đến vụ tấn công qua biên giới Nga. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev ngày 23 tháng 5 bác bỏ, cho rằng Kiev đang nói dối và những kẻ tấn công xứng đáng bị xử lý như những con chuột. Ông Medvedev cáo buộc bên phải chịu trách nhiệm là Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ Kiev như Mỹ, EU và Anh. UAV tự sát Nga tập kích trận địa S-300 của Ukraine. Lực lượng Nga triển khai UAV Lancet tập kích các tổ hợp phòng không tầm xa S-300 Ukraine, phá hủy ít nhất 2 cụm xe chở đạn kim bệ phóng. Tài thẳng vua Nature trên Telegram chuyên đăng tư liệu về lực lượng Nga tham chiến tại Ukraine hôm 23 tháng 5 chia sẻ video từ máy bay không người lái UAV, cho thấy khoảnh khắc trận địa tên lửa S-300 Ukraine bị tập kích. Trong video đầu tiên, hai xe chở đạn kim bệ phóng 5B-85SD Ukraine phủ lưới ngụy trang bị Ukraine trinh sát Nga phát hiện trong trạng thái nghỉ ở công sự kiên cố, chưa chuyển sang chế độ chiến đấu. UAV tự sát Lancet của Nga sau đó lao thẳng xuống bệ phóng tên lửa trong trận địa S-300 và phát nổ. Đoàn tập kích không kích nổ tên lửa trong ống bảo quản nhưng chưa gây hư hại nặng với phan thiết bị điều khiển bệ phóng. Đoàn tập kích nhiều khả năng khiến cả hai xe mất khả năng chiến đấu do phan điều khiển trên xe 5B-85S có nhiệm vụ kết nối và kiểm soát hoạt động của bệ 5B-85D bên cạnh. Video thứ hai quay bằng cảm biến ảnh nhiệt trên UAV Nga không cho thấy là vũ khí được sử dụng để tập kích trận địa S-300 Ukraine. Ít nhất 3 vụ nổ được ghi nhận, trong đó một vụ dường như kích hoạt nhiên liệu rắn của tên lửa S-300 khi nó tự phóng và đâm xuống khu đất trống gần đó. Thời gian và địa điểm trận địa đầu tiên bị tấn công không được công bố, trong khi trận địa thứ hai dường như nằm ở khu vực do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Zaporizhia. Bộ phòng Nga hôm 21 tháng 5 tuyên bố đã phá hủy một hệ thống S-300 Ukraine tại làng Zhytomyr được tỉnh Donetsk. Hệ thống S-300 vẫn là tên lửa phòng không tầm xa chủ lực trong biên chế Ukraine, trong bối cảnh nước này mới nhận hai tổ hợp Patriot do Mỹ chế tạo và phải ưu tiên bảo vệ thủ đô Kiev. Tài liệu mật của Mỹ bị rò rỉ gần đây đánh giá phòng không Ukraine càng ngày bị hao mòn sau hơn một năm chiến sự và không thể ngăn Nga chiếm hoàn toàn ưu thế trên không. Kho dự trữ đạn tên lửa S-300 của Ukraine cũng có nguy cơ cạn kiệt trong tương lai gần. Giới chuyên gia phương Tây đánh giá cạn tên lửa phòng không là kịch bản thảm họa đối với Ukraine, khiến lưới phòng không nước này xuất hiện nhiều lỗ hổng. Điều đó cho phép máy bay Nga tiếp cận nhiều mục tiêu hơn và khai hỏa vũ khí tầm ngắn, thay vì sử dụng tên lửa tầm xa có phí cao và nguồn cung hạn chế. Biến thể Lancet nguyên gốc có tầm hoạt động 40 km và mang đầu đạn nặng 3 kg, trong khi mẫu Lancet nâng cấp có tầm bay vượt trội và trang bị đầu nổ 5 kg mạnh hơn. Tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay là bản tin về Su-27 Nga đã chặn được là quân tặc cơ chiến lược của Mỹ. Vậy biết được bản tin này, thông tin chi tiết về bản tin này thì chúng ta hãy bắt đầu vào bản tin này ngay bây giờ luôn nha cả nhà. Tiêm kích Su-27 Nga ngăn chặn quân tặc cơ chiến lược Mỹ. Nga điều tiêm kích Su-27 nhận dạng và buộc quân tặc cơ chiến lược B-1B của Mỹ đổi hướng bay trên biển Baltic. Các hệ thống kiểm soát không phận phát hiện hai mục tiêu trên biển Baltic tiếp cận biên giới Liên bang Nga. Bộ Quốc phòng Nga ngày 23 tháng 5 thông báo, tiêm kích Su-27 thuộc hạm đội Baltic xuất kích để ngăn hành vi xâm phạm biên giới Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các phi công Su-27 phát hiện hai quân tặc cơ chiến lược B-1B của không quân Mỹ trên khu vực tác chiến được chỉ định. Sau khi buộc quân tặc cơ Mỹ bay xa khỏi biên giới Nga, các tiêm kích Su-27 trở về căn cứ.
chuyến bay của tiêm kích Nga tuân thủ nghiêm ngặt quy định về không phận quốc tế, cơ quan này tuyên bố. Biên giới liên bang Nga không bị xâm phạm. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder sau đó xác nhận hai quả thật cơ B-1B của Mỹ bay qua vùng biển Baltic và chạm mặt với tiêm kích Nga. Đây là hoạt động được lên kế hoạch từ lâu tại châu Âu. Theo tôi được biết, sự việc là lần tương tác an toàn và chuyên nghiệp với máy bay Nga, ông Ryder nói. Không quân Nga nhiều lần đều tiêm kích chặn máy bay nước ngoài trên các vùng biển gần biên giới trong những tuần qua. Trước đó, Nga ngày 15 tháng 5 đều tiêm kích Su 27 chặn máy bay tuần thám B-3C Orion của Hải quân Đức, Atlantic 2 của quân đội Pháp trên biển Baltic. Một máy bay không người lái UAV MQ-9 Reaper của Mỹ ngày 14 tháng 3 rơi xuống Biển Đen sau khi bị tiêm kích Su 27 Nga xả nguyên liệu vào. Quân đội Mỹ cho rằng cánh quạt chiếc UAV bị hỏng sau va chạm với tiêm kích Nga. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tiêm kích Su 27 không va chạm với UAV Mỹ. Hãy cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật chuông để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau.